Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh mì sandwich hay là bánh mì lạt. Nhiều bạn còn gọi đây là món bánh mì gối. Và bánh này thì mình vừa mới nướng xong thôi. Cái này mà muốn ăn cho ngon á thì các bạn phải để sang ngày hôm sau khoảng 24 tiếng nha các bạn. Để cho cái phần bơ ở trong bánh á, nó tươm ra bên ngoài thì nó sẽ làm cho cái bánh mình thứ nhất là nó mềm mại nè. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bạn ăn á, nó sẽ rất là thơm ha. Đây ha các bạn ha. Mặt dưới nè. Mềm mại cực kỳ luôn. Thơm phức à. Đây là cái mặt trên. Đây bây giờ mình cắt ra cho các bạn xem ha. Đó, các bạn nhìn thấy cái bánh mì của mình này có ngon không? Bên trong thì nó xốp, nó mềm cực kỳ luôn các bạn ha. Và bên ngoài vàng thơm phức à. Không có bị cứng nha, nó rất là mềm nha các bạn nè. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm bánh mì lạt, bánh mì sandwich thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm bánh mì sandwich đó, hay là bánh mì lạt để mình ăn sáng nè. Đặc biệt là những ai ăn chay thì các bạn vẫn có thể áp dụng cái công thức này để mình tự làm bánh mì tại nhà. Tại vì bánh mì hôm nay là mình dùng là không có sữa và cũng không có trứng luôn ha. Nhiều bạn ăn chay thì cũng không ăn cái sữa động vật đó. Rồi nhiều bạn thì cũng không có dùng trứng luôn. Thì hôm nay là mình chia sẻ với các bạn cái công thức này ha. Thì nguyên liệu ở đây là mình có là bột mì. Bột mì thì ngon thì các bạn lựa cho mình bột mì số 11 ha. Còn không có thì các bạn cứ dùng bột mì đa dụng ha. All Bubble Flour nè. Bột mì đa dụng ha. Men nè. Nhiều bạn hỏi mình dùng cái men hiệu nào thì mình sẽ dùng cái men là Sharp Instant màu vàng ha. Các bạn nó có một loại màu đỏ nữa nhưng mà mình chưa có dùng. Đây là cái gói men màu vàng nè. Rồi bơ, muối, đường và nước lọc. Đó, rất là đơn giản ha các bạn ha. Rồi về cái công thức ngày hôm nay á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 25g bơ. Mình sẽ nấu cho bơ nó chảy ra ha các bạn. Để nấu cho bơ chảy ra thì các bạn có thể là mình hấp cách thủy cũng được. Hoặc là mình cho nó trực tiếp lên nồi á, rồi các bạn nấu cho nó chảy ra ha, cũng được ha, cách nào cũng được ha. Nhiều bạn hồi trước á, khi mình quay mấy cái video nè, mình để cái cục bơ này xong một lát cái mình quay cái công đoạn bơ lỏng mà mình không có quay cái cách làm á, cái các bạn không biết làm. Đó thì đơn giản là các bạn chỉ cần là mình hấp cách thủy hoặc là mình cho nó lên nồi mình nấu cho nó chảy ra. Rồi bây giờ về bột mì á, thì mình sẽ có ở đây là 360g bột mì. Trường hợp mà các nhà gia đình các bạn ít người á, ví dụ như chỉ có hai vợ chồng thôi đó, thì các bạn có thể là mình giảm cái công thức này lại phần nửa cũng được. Còn trường hợp mà mình nhà mình có con cái rồi nữa luôn á, thì mình có thể là mình làm cái công thức này ha, hoặc là mình nhân đôi lên nếu mà mình muốn làm nhiều. Men á, thì các bạn cho mình là 4g men ha, 4g. Một cái bịch men như vậy á, mình mua nó là 125g các bạn. Mà một lần dùng á, là chỉ có vài gram thôi, nên là các bạn mua một cái bịch men như vậy các bạn xài nhiều khi cả năm trời á. 4g nó cỡ khoảng 2 muỗng cà phê đi ha. Nó có dư cũng không sao đâu. Ha, cho 5g luôn. Rồi. Rồi cuối cùng là đường ha các bạn ha. Đường thì thực ra cũng không quan trọng lắm, tại vì cái này thì nó ăn thua vào cái độ ngọt của cái bánh mì mà các bạn muốn. Thì mình sẽ cho khoảng 15g ha các bạn ha, 15g đường. 15g thì nó cũng không có ngọt đâu nha các bạn, nó cũng lạt lạt á. Ha. Rồi, muối thì mình cho nó cỡ khoảng chút xíu muối thôi. Đây, cỡ cái đầu đũa muối như thế này ha các bạn ha, một cái đầu đũa muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây là 270ml nước lọc. 270 nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho cái phần men vào đây. Khi mà các bạn làm bánh á thì mình nên có một cái cân ha, mình có cái cân như vậy thì mình làm nó chính xác, nó ra cái ổ bánh nó sẽ ngon. Còn mình ướp chừng á thì nhiều khi là nó ra không đúng ý. Mình khuấy cho cái men nó tan ha các bạn ha, rồi mình cho đường và muối vào. Bánh mì này thì các bạn có thể là mình bảo quản được khoảng 3 đến 4 ngày luôn nha các bạn. Nó tùy vào cái thời tiết và cũng như là cái độ ẩm trong không khí. Mình có thể để quản được khoảng 3 4 ngày á. Nên là các bạn có thể là mình một lần mình làm á khoảng 3 4 ổ cũng được. Ha, rồi mình để mình ăn dần, không sao. Rồi, sau khi mà cái men nó tan rồi đó, mình cho đường và muối vào. Ha, các bạn khuấy cho cái đường và muối nó tan hết nha. Rồi, sau khi mà cái phần đường, muối và men nó tan hết rồi nè, thì bây giờ mình cho bột mì vào.
Một chút nữa khi mà mình làm thì mình cũng sẽ dùng một ít bột áo, cũng dùng bột mì luôn nha các bạn. Trộn đều lên rồi các bạn nhồi, nhồi sơ thôi, các bạn nhồi cho nó cái bột nó đều thôi ha, rồi mình để cho nó nghỉ, khoảng nửa tiếng nha. Nha, rửa tay sạch sẽ rồi các bạn nhồi, mình nhồi nó sơ sơ thôi, không cần phải nhồi kỹ lắm đâu. Lúc này thì cái bột nó rất là dính nha các bạn ha, lúc này thì bột nó rất là dính đó, nhồi sơ sơ cho cái bột nó đều rồi ha. Thì bây giờ mình để cho nó nghỉ, và các bạn lấy cái nắp các bạn đậy lên, đậy kính lên nha, đừng có cho nó tiếp xúc với không khí thì nó sẽ bị khô cái bột ha. Tại vì nhiều bạn áp dụng đúng cái công thức của mình chia sẻ luôn, nhưng mà làm xong rồi cái bột nó vẫn bị khô, nhiều khi do cái bước các bạn đậy không có kính á. Rồi sau khi mà mình ủ cái bột được khoảng 20 phút rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ cho bơ vào. Đây, bơ thì 25g bơ các bạn nấu chảy ha, mình cho vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhồi bột ha các bạn. Thì lúc này các bạn thấy cái bột mình nó cũng đã hơi dai dai rồi đây nè. Đó. Thật ra thì khi người ta dùng bơ thì người ta sẽ dùng bơ lạc, nó không có muối ha các bạn. Còn mình thì bơ lạc nói chung tương đối mắc, một cái vỉ bơ lạc á mình mua nó cũng phải 80 mấy ngàn. À, nó khoảng mấy cục á. Nên là mình mua bơ thực vật như thế này nó rẻ nhưng mà nó có muối. Thì ban đầu các bạn giảm lượng muối lại ha, mình cho nó cỡ khoảng một cái đầu đũa muối thôi là nó vừa. Còn nếu mà các bạn dùng bơ lạc á thì mình tăng cái lượng muối lên ha, cỡ khoảng 1/3 thì cà phê cũng được ha. Các bạn nhồi bóp cho cái bơ và cái bột mì nó đều lại với nhau. Cái bột lúc này thì nó vẫn hơi dính tay nha các bạn, kệ nó, các bạn cứ việc các bạn nhồi một chút thì nó sẽ không dính tay nữa. Chứ còn nếu mà các bạn cho thêm bột khô vào á thì nó sẽ bị cứng ổ bánh mì ha, mình ăn nó không ngon. Bánh mì sandwich thì bao giờ nó cũng phải có cái độ mềm mại của nó. Khi mà các bạn nhồi được khoảng tầm 20-25 phút á các bạn, thì lúc này cái bột á nó không có dính tay nữa nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đậy lại, mình ủ tiếp khoảng nửa tiếng nữa nha, rồi mình nhồi. Đây, sau khi mà các bạn ủ được tầm cỡ khoảng nửa tiếng á các bạn, thì nó sẽ nở ra như thế này ha. Bây giờ mình sẽ nhồi lại, các bạn nhồi tầm cỡ khoảng 1 phút ha, mình nhồi lại 1 phút cho cái bột mình nó dai nó mịn trở lại, rồi mình sẽ cho nó vào cái khuôn rồi mình ủ tiếp. Mình sẽ ủ 3 lần ha. Lần thứ 3 là cái lần cuối cùng luôn. Này này, hồi nãy mình lấy cái nắp này nó hơi thấp nên là nó nở ra cái nó đầy cái nắp này. Đây, mình sẽ cho một ít bột áo ha các bạn ha. Các bạn thoa ít bột áo vào tay á để cho nó đừng có dính. Bột áo thì mình dùng bột mì luôn ha các bạn. Nha, các bạn nhồi lại tầm cỡ khoảng 1 phút thôi ha, 1 phút 2 phút thôi là được rồi. Đây, cái cục bột của mình nó cỡ như thế này thì các bạn chia làm đôi ha, mình làm hai cái ổ bánh. Bạn nào mà muốn cái bánh nó đều thì các bạn cân, còn không thì các bạn cắt đại ra. Rồi, bây giờ mình sẽ xe cho nó dài ra ha các bạn. Đây, nó dài cỡ như thế này là ok ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây cán bột á, hoặc là mình dùng cái ly cũng được. Cái ly này mà nó tròn các bạn, các bạn cán cái bột cho nó dẹp ra. À, các bạn có thể là mình thoa một ít cái bột áo đó các bạn trên cái cây cán bột này, các bạn cán cho nó dẹp ra. Thì mình sẽ cán dẹp nó ra cái chiều ngang các bạn, nó sẽ bằng với lại cái chiều dài của cái khuôn ha các bạn ha, mình lưu ý ha, chiều ngang của cái miếng bột này nó sẽ bằng cái chiều dài của cái khuôn. Thì các bạn đo đi, một cái khuôn này mình mua nó cỡ khoảng 25 á, thì các bạn cán ra cũng cỡ khoảng một gang tay như thế này là nó vừa. Trường hợp mà nó dính á các bạn thì các bạn cứ bị cho một áo vào ha. Ha, cán mỏng ra xong rồi các bạn gấp lại cho cái bột mình nó dày lên á. Thì các bạn càng gấp nhiều á thì cái bột mình nó sẽ càng nhiều lớp. Lúc mà các bạn ăn ổ bánh mì thì nó sẽ có nhiều cái lớp, nhìn nó rất là hay ha, nhìn nó cũng ngon. Tầm cỡ khoảng 4 đến 5 lớp là được ha. Đó, thì bây giờ cái chiều ngang của miếng bột nè các bạn thấy không, nó gần bằng cái chiều dài của cái khuôn rồi. Đây, cái khuôn của mình đây ha. Rồi sau khi mà các bạn đã cán cho nó mỏng ra như thế này rồi thì bây giờ mình gấp lại, các bạn cuộn tròn lại thôi ha, rất là dễ. Đây, mình sẽ cho nó vào trong cái khuôn như thế này ha các bạn. Mình không cần phải thoa dầu hay là các bạn không cần rắc bột áo gì cũng được ha.
Thì bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm các bạn bọc lại, rồi các bạn ủ, ủ lần thứ ba, ủ 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đấy ha, các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm nè, các bạn bọc lại. Thật ra thì chỉ cần là các bạn vuốt vuốt những cái mép á, để cho nó kín hơi thôi ha, không cần là mình phải quấn cho nó chặt lắm đâu. Tại vì mình muốn hạn chế tối đa cái việc không khí nó tràn vào trong cái khuôn á, thì nó sẽ làm cho cái bánh mì của mình nó bị khô nha các bạn. Rồi ok ha, mình làm tiếp cái ổ bên đây. Nói chung về bánh mì sandwich và bánh mì lạc á, các bạn thì nó sẽ rất là mềm mại. Đó, bột nè, căng tròn như giam bé vậy đó các bạn, rất là mềm mại ha. Cái thứ hai này thì cũng tương tự như cái đầu ha, mình cũng xe cho nó, kéo cho nó tròn ra. Sau đó mình cán mỏng, gấp lại cán mỏng. Nói chung cái bếp của mình nó hơi chật á, nên có thể là một vài góc quay á, các bạn hơi khó nhìn ha. Thì nếu mà các bạn làm bước nào mà các bạn không rõ đó, thì các bạn cứ việc hỏi mình sẽ trả lời nha. Nha các bạn ha, các bạn cán cho nó dài ra cỡ khoảng 2 gang tay, 3 gang tay gì đó, rồi các bạn gấp đôi lại như thế này. Nha các bạn cứ cán dài ra xong mình gấp đôi lại. Rồi ha, cũng tương tự như cái bước hồi nãy, mình cũng gấp bột lại. Gấp bột xong rồi mình sẽ để cho nó nghỉ ha, đúng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Ok ha, thì cái này các bạn cũng dùng cái màng bọc thực phẩm á, các bạn bọc lại cho mình, rồi mình ủ. Sau khi mà các bạn đã để cho cái bột mình nó nghỉ được khoảng 1 tiếng rồi đó các bạn, bây giờ mình lấy ra ha, thì nó nở ra cũng cỡ khoảng gấp đôi á. Trường hợp mà các bạn không phải là người ăn chay thì các bạn nên dùng cái sữa và trứng nha các bạn. Các bạn đập cái lòng đỏ trứng rồi các bạn múc cỡ khoảng một muỗng canh sữa đó, mình quét lên bánh đó, thì cái bánh nướng xong nó sẽ có cái màu nó đẹp hơn. Còn trường hợp mà các bạn là người ăn chay thì các bạn cũng cứ việc dùng bơ thực vật ha. Mình sẽ quét lên cái mặt bánh nè để mình nướng, thứ nhất là nó thơm và cái thứ hai nữa là nó đẹp. Thì bánh mì lạc hay là bánh mì sandwich đó, sau khi mà các bạn đã nướng xong rồi á thì mình ăn liền á các bạn, nó không ngon ha. Mình sẽ để sang một ngày khoảng 24 tiếng để cho cái bơ á, cái bơ trong bánh này nó tươm ra thì nó sẽ làm mềm cái bánh, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn làm thì sáng ngày mai các bạn ăn sáng thì sẽ rất là ngon. Chứ còn mà mình làm mình ăn liền á thì nó lại không ngon nha các bạn ha, lưu ý các bạn ha. Bây giờ nướng á, thì mình sẽ nướng cái nhiệt độ là 190 đến 190 độ C, nó tùy lò ha, và thời gian nướng là khoảng 30 đến 35 phút. Nói chung là cái thời gian nướng thì khi nào mà các bạn thấy cái bánh mình nó vàng á, nó vàng là được rồi. Còn quan trọng vẫn là cái nhiệt độ ha, mình sẽ nướng 180 190. Ok ha, mình quét cho hai cái ổ bánh của mình cho nó vàng đẹp. Đây, và khi mà nướng bánh á, thì các bạn sẽ đặt bánh vào cái khay giữa của lò ha. Mình nướng nhiệt độ là 180 độ C đi, hai lửa quạt và thời gian nướng khoảng 30 phút nha các bạn ha. Còn nếu mà mình muốn bánh nó vàng hơn á, thì mình cứ việc canh đến khi nào mà bánh nó vàng là ok. Ok ha, bây giờ đậy lại và trong quá trình nướng bánh là không có mở cửa lò ra nha. Rồi thì đây chính là hai cái ổ bánh mì lạc, bánh mì sandwich mà mình vừa là nướng xong. Thì sau khi mà các bạn nướng xong rồi mình để cho nó nguội ha, rồi mình có thể mình bỏ vào trong bịch ni lông hoặc là một cái hộp á, các bạn đậy lại. Rồi qua sáng ngày hôm sau mình ăn thì nó sẽ ngon nha các bạn. Mình có thể là mình các bạn nó muốn mà nướng cho nó vàng hơn á thì các bạn nướng thêm ha, mình nướng nó đúng cỡ khoảng 30 phút là nó như thế này là mình thấy ok rồi. Ha, còn bạn nào thích cho nó vàng hơn thì các bạn cứ việc để thêm chừng 5 phút nữa thôi, nó sẽ rất là vàng. Bánh nướng xong thì thơm quá chừng luôn. Ok ha, thì các bạn nhớ nha, là mình để qua ngày mai á, mình ăn thì để cho cái bơ nó tươm ra, nó làm cái bánh nó mềm hơn thì ăn nó sẽ ngon hơn nha. Đó, hai ổ bánh mì lạc, bánh mì sandwich. Đó, nếu như mà các bạn thích món bánh mì này thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.